rồi, chào mừng mọi người đến với kênh Bạn Qua Xe. Thì hôm nay mình lại trở lại với các bạn, là trước mặt các bạn đó là một cái con xe là SH150 phanh ABS. Thì sau nhiều ngày ra mắt thì Honda SH này nó được bán rất là nhiều trên thị trường và được tìm kiếm rất là nhiều. Hiện tại thì mình có cái màu trắng, màu đỏ và phiên bản là 150 ABS và 150 CBS để quay lên, và mình sẽ báo tầm khoảng giá dao động trong những ngày Tết này để cho các bạn tham khảo. Thì nói về dòng SH thì từ xưa đến nay nó là một cái dòng xe cao cấp nhất của Honda Việt Nam. Thì đầu năm 2020 thì họ sẽ cho ra mắt cái con SH này với diện mạo hoàn toàn mới hết, và động cơ cũng là mới. Thêm vào đó là cái sự thay đổi về cụm đồng hồ và cụm đèn pha và cái dàn áo vỏ nhựa. Thêm vào đó là phần động cơ được trang bị thêm các động cơ tiên tiến, làm cho khi mà chúng ta vận hành xe thì nó sẽ mạnh mẽ hơn và nó êm ái hơn những cái đời trước. Thì nói sơ về SH này thì nó có các màu như là màu trắng nè, màu đỏ, rồi màu xám đen. Thì nó có ba cái màu này, thì nó cũng tương đối là ít màu, nhưng mà mình thấy thì đa số nhiều người sẽ chọn mua là màu trắng và cái màu đỏ. Thì một chút xíu mình sẽ quay luôn cái màu đỏ cho mọi người cùng xem. Thì ở cái dòng xe này, chiếc trắng này là 150 phanh ABS. Thì hiện tại cái con xe này nó sẽ có giá dao động từ 119 triệu cho đến 121 triệu ở tùy thời điểm và tùy nơi nữa nha các bạn. Thì trong dịp Tết này giá nó cũng không tăng lắm, nó cũng trung bình như hồi lúc mới ra mắt tới nay thôi, nó cũng không có tăng đáng kể. Thì đây là cái bảng thông số kỹ thuật của Honda SH 150 và 125. Thì về thông số này thì các bạn có thể là mình dán ở phần mô tả, mình có thể xem chi tiết hơn. Thì về bình xăng thì nó chiếm khoảng gần khoảng gần 8 lít, 7 phẩy mấy lít gì đó. Thì cái bình xăng lớn như vậy thì chúng ta có thể đổ xăng và mình chạy trên một đoạn đường khá là dài. Các bạn thấy là về mặt đồng hồ thì đã được trang bị nâng cấp lên đồng hồ LCD, nhìn rất là đẹp mắt. Thì đây là mình có cái con màu đỏ. Thì màu đỏ này thì nhìn nó sẽ lịch lãm hơn màu đỏ đen. Hiện tại con màu đỏ này nó là trang bị phanh CBS và 150. Thì như các bạn thấy Tết tới thì quà để vòng vòng xe quá trời luôn, nhưng mà quà này là quà tượng trưng thôi. Mua xe sẽ có quà khác chứ không có lấy quà này đâu. Thì về giá cả thì hiện tại cái con đỏ 150 thì nó khoảng 111 triệu. Và ở 125 thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều, rẻ ở 125 thì nó sẽ có giá khoảng cỡ 99 mấy triệu thôi, nó sẽ rẻ hơn con này gần 10 triệu. Còn về phần thắng trước á, là này ABS nè và CBS nó sẽ chênh lệch nhau gần 10 triệu, cho nên khi mà các bạn mua có thể mình giảm chi phí tiền hay đi thì mình sẽ lựa chọn cái phần phanh này là phanh CBS và nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Thì như các bạn thấy mình trước đây thì nó sẽ có cái con SH này là 2019, là cũng vẫn là 150 luôn, và phía sau là cái con trắng là 150, đều là phiên bản CBS hết. Nhưng mà cái sau khi mà SH 2020 ra mắt á, thì cái con SH 2019 này nó vẫn không bị tuột giá, thậm chí nó còn tăng giá lên rất là cao so với trước đây. Thì hiện tại cái con SH phiên bản 2019 này nó cũng có giá khoảng từ 110 mấy triệu, khoảng 112, 13 triệu gì đó. Nó cũng tương đối ngang ngửa với SH 2020, nhưng mà nó cũng không có hàng nhiều các bạn ạ. Nó chỉ có vài chiếc thôi. Hiện tại mình có cái chiếc màu đen bóng này, mình quay lên cho các bạn xem luôn. Thì cái chiếc này thì đã được lắp thêm các bộ phụ kiện của Honda, trang trí thêm cho chiếc xe nó thêm nổi bật. Mình quay lên cho các bạn xem luôn. Thì ở 2019 này các bạn cũng nhìn cũng khá là quen rồi, mặt đồng hồ cơ và còn trang bị công tắc đèn nè.
Còn ở SH20 thì nó đã thay đổi lại hết rồi. Rồi thì mình sẽ có một vài cái màu để mình quay lên cho các bạn cùng xem và để mình tham khảo giá xe hiện tại trong dịp Tết này. Đó là hiện tại thì mình xin nhắc lại, đó là ở cái con 150 phiên bản thắng thường này thì nó sẽ có giá khoảng 112 triệu. Còn ở phiên bản 150 thắng ABS thì nó sẽ có giá khoảng 121 đến 122 triệu. Vậy thì nếu mà mọi người thích cái dòng xe SH150 năm 2020 này thì mình hãy đến cửa hàng để mình lựa chọn cho mình một cái màu ưng ý nhất và lựa chọn cho mình một cái giá cả hợp lý nhất để mình mua một con xe để đón năm mới nha các bạn. Rồi thì mình cũng xin kết thúc video tại đây, mà để mình có dịp khác mình sẽ quay lên vài cái con xe mà hot hiện nay để cho mọi người cùng xem. Và nếu các bạn thấy thích cái mẫu xe này thì mình hãy ấn đăng ký kênh để xem nhiều mẫu xe mới trên thị trường. Đồng thời là mình tham khảo cái giá xe hiện tại trên thị trường để mình lựa chọn cho mình một cái xe ưng ý. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh. Xin chào các bạn.